Chiều ngày 12 tháng 9, Công đoàn Cơ quan Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến dự và trao quà cho các cháu. Tại đây, các cháu thiếu niên nhi đồng được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhiều tình cảm thân thương chủ mến. Trong không khí vui tươi, hân hoan, các cháu thiếu niên nhi đồng hòa mình vào các tiết mục, ca múa nhạc, giao lưu với chị Hằng, chú Cuội. Nhân dịp này, Ban khuyến học cơ quan đã trao thưởng cho 8 cháu thi đậu vào các trường đại học, 6 cháu đạt học sinh giỏi tỉnh, 18 cháu học sinh giỏi huyện, cùng với 167 suất quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con của các cán bộ, công nhân viên chức lao động. Tại đêm vui hội trăng rằm của xã Xuân Thành, các em thiếu niên nhi đồng đã được hòa mình trong các tiết mục văn nghệ vui nhộn đến từ các diễn viên nhí trên địa bàn. Nhân dịp này, xã Xuân Thành đã trao 20 suất quà cho 20 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại đêm hội trăng rằm do xã Xuân Phổ tổ chức, các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Bác, ca ngợi quê hương, mang lại không khí sôi động trong đêm hội. Xã Xuân Phổ cùng đơn vị kết nghĩa Hải đội 102 Cảnh sát biển đã trao tặng quà động viên cho các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh giỏi. Đêm hội trăng rằm tại thị trấn Nghi Xuân, các em thiếu niên nhi đồng được nghe thư chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được phá cỗ, rước đèn Trung thu. Nhân dịp Tết Trung thu này, thị trấn Nghi Xuân đã trao 30 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn.